Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến môn lịch sử ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lê Thị Thương. Các em thân mến, ở tiết học trước chúng ta đã cùng tìm hiểu nội dung của phần 1 Thiên nhiên và đời sống con người, phần 2 Thị quốc địa Trung Hải. Ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung của phần 3 Văn hóa cổ đại Hy Lạp và Roma. Thông qua nội dung của phần 3 thì các em sẽ thấy được nền văn hóa của Hy Lạp và Roma với những thành tựu rực rỡ, phong phú và toàn diện, là đỉnh cao của văn minh phương Tây nói riêng và văn minh của nhân loại nói chung. Nội dung của phần 3 Văn hóa cổ đại Hy Lạp và Roma sẽ bao gồm A. Lịch và chữ viết, B. Sự ra đời của khoa học, C. Văn học, D. Nghệ thuật. Thành tựu văn hóa đầu tiên của Hy Lạp và Roma chính là lịch và chữ viết. So với các quốc gia phương Đông cổ đại, lịch và chữ viết của các quốc gia phương Tây cổ đại có gì khác? Các quốc gia phương Tây cổ đại sẽ khác về lịch so với phương Đông cổ đại. Thứ nhất, họ có hiểu biết khá chính xác về trái đất và hệ mặt trời khi tính được khoảng cách giữa trái đất với mặt trời khoảng 15 triệu km. Từ sự chuyển động của mặt trời một vòng, họ tính ra một năm có 365 ngày, 1/4. Một tháng sẽ có 30 và 31 ngày, riêng tháng 2 có 28 ngày, và hiện nay chúng ta gọi chung là lịch dương hay còn gọi là dương lịch. Thành tựu về chữ viết. Nếu người phương Đông cổ đại có chữ viết là chữ tượng hình, thì người phương Tây cổ đại họ đã sáng tạo ra chữ viết của riêng mình, gọi là hệ thống chữ cái. Lúc ban đầu gồm 20 chữ, sau đó thêm 6 chữ, tổng cộng có 26 chữ cái hoàn thiện. Vì sao người phương Tây cổ đại người ta lại không sử dụng chữ tượng hình của các nước phương Đông? Nó bắt nguồn từ việc các quốc gia này buôn bán chủ yếu trên biển, đi lại cũng trên biển nhiều, nên họ cần một loại chữ viết đơn giản, ghép từ linh hoạt, có thể thể hiện cái tư duy của mình đa dạng phong phú. Thì các bạn có thể nhìn sang bảng chữ cái của Hy Lạp, nó tạo nền tảng cơ sở cho sự ra đời của chữ cái Latin hiện nay. Ngoài ra, các quốc gia phương Tây cổ đại còn sáng tạo ra hệ thống chữ số La Mã như một La Mã, hai La Mã vân vân, mà ngày nay chúng ta thường dùng trong các đề mục lớn, trong sách, trong văn bản, hay là mình quy ước về mốc thời gian thế kỷ. Như vậy, sự sáng tạo về hệ thống chữ cái 26 chữ cùng với hệ thống chữ số La Mã của cả người Hy Lạp và Roma cổ đại thì đây thực sự là những phát minh quan trọng có ý nghĩa cống hiến lớn lao đối với văn minh của nhân loại, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Thì các bạn quan sát hình ảnh thứ hai về việc phân bố sử dụng chữ Latin trên thế giới màu xanh đậm và nhạt, chúng ta sẽ thấy Việt Nam của chúng ta nằm trong cái nhóm các nước có sử dụng chữ Latin dưới ảnh hưởng của hệ thống chữ cái Hy Lạp và Roma cổ đại. Vào thế kỷ 17, một số giáo sĩ phương Tây, trong đó có giáo sĩ Alexander Roth, là một trong những người có đóng góp quan trọng đối với sự ra đời chữ quốc ngữ ở Việt Nam. Ông đã dùng chữ cái Latin để ghi âm tiếng Việt và sử dụng truyền đạo Thiên Chúa. Sau đó thì chữ quốc ngữ đã lan rộng khắp trong nhân dân và trở thành chữ viết chính thống của nước ta cho đến ngày nay. Thành tựu thứ hai về văn hóa của Hy Lạp và Roma cổ đại chính là sự ra đời của khoa học. Tại sao nói khoa học đã có từ lâu, nhưng mà đến thời Hy Lạp và Roma, khoa học mới thực sự trở thành khoa học? Ở đây mình cần hiểu khoa học có nghĩa là gì. Khoa học ở đây là chỉ hệ thống tri thức tích lũy trong quá trình lịch sử, được khái quát về lý thuyết và được thực tiễn chứng minh. Nói một cách dễ hiểu thì từ khi con người hình thành thì những hiểu biết của con người về tự nhiên và xã hội gọi chung là nhận thức. Nhưng mà phải đến thời kỳ Hy Lạp và Roma thì những nhận thức đó mới thực sự trở thành khoa học. Thứ nhất, Hy Lạp và Roma đã đạt trình độ cao ở nhiều lĩnh vực như vật lý, sử học, triết học, địa lý, vân vân, đặc biệt là trong toán học, với các định lý, định đề có giá trị khái quát cao gắn liền với các nhà khoa học nổi danh. Đây là nhà toán học Thales. Ông nổi tiếng với thành tựu đó là định lý Thales. Đây là nhà toán học Pythagore, nổi tiếng với định lý Pythagore.
Đây là nhà toán học Euclid nổi tiếng với định lý Euclid. Về lĩnh vực vật lý, chúng ta nổi tiếng với nhà vật lý Archimedes. Ông là người có nhiều đóng góp như là hệ thống máy móc đầu tiên ở Hy Lạp, hay là người phát hiện ra sức đẩy của nước, hay các nguyên lý đòn bẩy, vân vân. Về lĩnh vực sử học, chúng ta có nhà sử học được gọi là vĩ đại nhất của mọi thời đại, chính là Herodot. Ông nổi tiếng với tác phẩm lịch sử ghi chép về cuộc chiến tranh giữa người Hy Lạp với quân xâm lược Ba Tư. Thì đó là các nhà khoa học đều đến từ Hy Lạp cổ đại. Thứ hai, các thành tựu khoa học còn có giá trị sử dụng cho đến ngày nay, thì các bạn có thể học chương trình toán lớp 7, tập 1. Chúng ta sẽ có bài học liên quan đến định lý Pythagore của nhà toán học Pythagore, hay ở chương trình lớp 8, toán học tập 1, chúng ta cũng sẽ học về một bài học liên quan đến định lý Thales của nhà toán học Thales. Như vậy, Hy Lạp và Roma với những đóng góp về khoa học, nó khẳng định câu nói khoa học đã có từ lâu, nhưng mà đến thời kỳ Hy Lạp và Roma, khoa học mới thực sự trở thành khoa học. Và Hy Lạp và Roma cũng thực sự là quê hương của rất nhiều các lĩnh vực khoa học. Thành tựu văn hóa cổ đại Hy Lạp và Roma thứ ba chính là văn học. Văn học của cả Hy Lạp và Roma cổ đại đều rất phát triển rực rỡ với rất nhiều các thể loại, nhưng mà thể loại tiêu biểu nhất ở đây chính là thơ. Tác phẩm nổi tiếng nhất chính là trường ca Iliad và Odyssey của Homer. Cả hai tác phẩm này đều phản ánh một thời kỳ quan trọng trong lịch sử Hy Lạp, đó là thời kỳ Homer, từ thế kỷ thứ 11 cho đến thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên. Thể loại tiêu biểu thứ hai của văn học chính là kịch dưới dạng thơ. Kịch thì chủ yếu tập trung hai thể loại kịch, đó là hài kịch và bi kịch. Trong đó, bi kịch được ưa chuộng nhất ở Hy Lạp cũng như Roma, gắn liền với nhiều nhà soạn kịch nổi tiếng như là Sophocles hay là Escil, vân vân, với những tác phẩm nổi tiếng như là Ơdíp làm vua hay là Mêđê, vân vân. Thì tất cả những nội dung của thơ hay là kịch thì đều có chung, đó là ca ngợi cái đẹp, cái thiện, sự tự do và có tính nhân đạo sâu sắc. Các bạn có thể quan sát một hình ảnh về sân khấu Hy Lạp thời kỳ cổ đại được diễn ra ở ngoài trời. Nó có sức chứa lên tới 17.000 cho đến 44.000 người. Thì ở thời kỳ Hy Lạp, người giàu người ta dùng tiền để cho người nghèo để có thể đến đây được xem kịch, để cảm nhận được cái đẹp, cái thiện cũng như là tính nhân đạo sâu sắc. Thì đó là một trong những cái di sản văn học vô giá của Hy Lạp nói riêng, cũng như các quốc gia cổ đại phương Tây nói chung. Thành tựu văn hóa tiếp theo đó là nghệ thuật. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc ở Hy Lạp đạt trình độ khá là cao, mang nhiều giá trị hiện thực và nhân đạo thông qua các tác phẩm về nghệ thuật tạc tượng, về xây đền thờ thần, vì ở Hy Lạp có rất nhiều các lễ hội, có rất nhiều các vị thần để thờ. Nhưng mà bên cạnh các vị thần như nữ thần Athena được tạc tượng có thể ở tư thế bán thân hoặc là tư thế toàn thân, hay tượng của một môn thể thao được ưa thích như là tượng lực sĩ ném đĩa, thì nghệ thuật kiến trúc điêu khắc tiêu biểu nhất của Hy Lạp thời cổ đại chính là đền Parthenon. Các bạn cùng quan sát hai hình ảnh về đền Parthenon. Đền Parthenon được xây dựng thời Pericles, từ những năm 447 trước Công nguyên đến năm 432 trước Công nguyên. Đền Parthenon dài 70 mét, ngang khoảng 31 mét và cao khoảng 14 mét, được xây dựng trong 10 năm với nguyên liệu chính chính là đá cẩm thạch. Xung quanh đền có các cột đá lớn, mặt chính khoảng 8 cột, các mặt bên cạnh có khoảng 17 cột. Đền được xây dựng trên một nền cao có nhiều bậc thềm ở Athens, Hy Lạp. Bên trong đền thờ thì người ta có tượng của nữ thần Athena, đây là vị thần chiến thắng của Hy Lạp, cao khoảng 12 mét, làm bằng gỗ, khảm vàng và ngà voi. Hiện nay thì đền Parthenon đã bị vỡ lở do nhiều nguyên nhân như là thời gian, như là chiến tranh, như là động đất. Song đền Parthenon vẫn tồn tại hiên ngang, là một cái chứng tích về thời kỳ vàng son của lịch sử Hy Lạp.
là niềm tự hào của người Hy Lạp và cũng là một biểu tượng của nền văn minh phương Tây thời kỳ cổ đại. Ở Roma cổ đại thì nghệ thuật và kiến trúc đặc sắc nhất thì có các đấu trường, các khải hoàn môn, nhưng mà công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu nhất của Roma cổ đại chính là đấu trường Colise hay còn gọi là đấu trường La Mã. Đấu trường được xây dựng trong những năm 70-80 trước công nguyên, trong khoảng 9 năm với khoảng 60.000 nô lệ. Đấu trường có chu vi khoảng gần 500 mét, chiều cao khoảng hơn 55 mét với khoảng 3 tầng. Thì đấu trường nơi đây thường diễn ra các cuộc tranh đấu giữa người với người, giữa người với thú, có sức chứa khoảng 50.000 người khán giả, có khoảng 500.000 người và khoảng hơn 1 triệu động vật đã chết ở các đấu trường, đặc biệt là đấu trường Colise. Ngoài ra thì đấu trường còn được sử dụng để biểu diễn nghệ thuật như là kịch hay là tập trận giả trên biển hay là săn thú hay tổ chức các lễ hội vân vân. Sau này thì đấu trường không được sử dụng làm nơi giải trí nữa mà được sử dụng làm nhà ở, cửa hàng hay phục vụ cho tôn giáo vân vân. Trải qua nhiều thế kỷ tồn tại thì đấu trường Colise hiện nay không còn nguyên vẹn, có thể là do thời gian, do chiến tranh, do động đất. Song đấu trường La Mã vẫn là một chứng minh lịch sử vĩ đại của người Roma cổ đại, là một văn minh phương Tây thời cổ đại tiêu biểu nhất cho đến ngày nay. Các em thân mến, như vậy cô và các em đã cùng tìm hiểu các thành tựu văn hóa cổ đại của Hy Lạp và Roma. Cô có một câu hỏi dành cho các em, đó là em có nhận xét gì về những thành tựu văn hóa của Hy Lạp và Roma? Văn hóa Hy Lạp và Roma cổ đại để lại thì có ảnh hưởng rất lâu dài tới lịch sử của văn minh phương Tây nói riêng cũng như là lịch sử văn minh của nhân loại nói chung, đặc biệt là những cái đóng góp về văn hóa của Hy Lạp và Roma cổ đại trên mọi lĩnh vực sẽ có ảnh hưởng hay tạo ra cái nền tảng vững chắc cho các nước châu Âu hiện nay. Đúng như câu nói của Engels, không có cơ sở của văn minh Hy Lạp và đế chế La Mã thì sẽ cũng không có châu Âu của hiện tại. Để kết thúc nội dung tiết 2 của bài 4, các quốc gia cổ đại phương Tây, Hy Lạp và Roma, thì chúng ta sẽ cùng củng cố lại kiến thức về mục 3, đó là văn hóa cổ đại Hy Lạp và Roma. Chúng ta sẽ so sánh với các quốc gia cổ đại phương Đông để thấy được sự khác nhau giữa các thành tựu văn hóa của các quốc gia này cũng như là những đóng góp của các quốc gia phương Đông, các quốc gia phương Tây với lịch sử văn minh của nhân loại. Chúng ta có sự so sánh về lịch, về chữ viết, về khoa học cũng như là về kiến trúc. Nếu các quốc gia phương Đông có thành tựu về lịch, thường gọi là nông lịch hay mình còn gọi ngày nay là âm lịch, thì các quốc gia cổ đại phương Tây Hy Lạp và Roma có đóng góp chính là dương lịch. Về chữ viết, phương Đông sẽ là chữ tượng hình, còn phương Tây sẽ là hệ thống chữ cái 26 chữ cái và hệ thống chữ số La Mã. Về các môn khoa học thì các quốc gia phương Đông có các thành tựu về toán học sơ khai, còn các quốc gia phương Tây sẽ có các thành tựu về nhiều lĩnh vực khoa học như là toán học, vật lý, sử học, văn học, triết học hay địa lý, vân vân. Về kiến trúc, các quốc gia phương Đông có kiến trúc đặc trưng đó là kim tự tháp ở Ai Cập, hay là thành Babylon ở Lưỡng Hà, hay là các đền thờ tôn giáo ở Ấn Độ, vân vân. Còn các quốc gia phương Tây sẽ đó công trình tiêu biểu chính là đền Parthenon ở Hy Lạp hay là đấu trường Colise tại Roma. Các em thân mến, sau khi kết thúc nội dung của tiết 2 bài 4 các quốc gia cổ đại phương Tây Hy Lạp và Roma thì các em đã nắm vững được các kiến thức về điều kiện tự nhiên, về sự phát triển kinh tế, các đặc điểm chính trị văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Tây Hy Lạp và Roma. Vì vậy, các em tiếp tục trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa của bài 4. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung của bài 5, đó là Trung Quốc thời kỳ phong kiến. Chúng ta sẽ học trong những cái tiết học sau. Cảm ơn các em đã lắng nghe và chúc các em học tốt và thi tốt.